Có một cô bé tan học về nhà, phát hiện mẹ bị sát hại rồi. Nhưng cô bé lại thờ ơ và bắt đầu làm bài tập. Thực ra cô bé sớm đã biết sự việc xảy ra đáng sợ thế nào, nhưng vẫn trấn tĩnh lại giả vờ mạnh mẽ. Cô bé gọt bút chì, hung thủ dùng 3 giọt máu thử cô ấy, nhưng cô bé vẫn tiếp tục gọt bút chì. Điện thoại reo lên, cô bé liền nói: "Mẹ ơi, điện thoại có ai gọi kìa." Hung thủ âm thầm quan sát cô bé, chỉ cần cô bé hét lên một tiếng sẽ lập tức mất mạng. Hung thủ có thể cho rằng đứa trẻ vẫn nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện, vì thế lặng lẽ bỏ đi. Cô bé từ đó thoát chết một mạng. Sau khi hung thủ đi, cô bé khóc to một trận. Chớp mắt hơn 20 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Cô ấy tên là Tịnh Di, là một nữ cảnh sát. Bắt được hung thủ giết hại mẹ là mục tiêu của cô ấy. Hôm đó cô nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, xảy ra một vụ án mạng, một đôi nam nữ yêu nhau tự tử, hai người đều uống thạch tín, kết quả người đàn ông hối hận nên đã nôn ra ngoài, cô gái thì đã chết rồi. Tịnh Di thông qua quan sát đơn giản kết luận, đây chắc chắn là mưu sát. Đội trưởng hỏi cô sao lại phán đoán như vậy. Tịnh Di nói giày của cô gái bị đảo ngược, vì thế khẳng định là sau khi cô gái chết mới bị người đàn ông đeo giày lên. Tịnh Di từ chối lời mời ăn tối của đồng nghiệp, về nhà ăn mì gói. Cô ấy trở thành một người cuồng công việc. Đối diện với những bức ảnh người mẹ bị hại treo khắp tường, vụ án chưa được sáng tỏ thì vết thương trong lòng cô mãi mãi nằm đó. Một ngày không lâu sau đó, đồng nghiệp báo cáo với Tịnh Di, khu vực lại phát sinh một vụ án. Tịnh Di đi đến hiện trường thì phát hoảng, hình ảnh trước mắt với cảnh tượng mẹ bị sát hại năm đó hoàn toàn giống nhau, cũng bị trói lại và cắt lưỡi. Thông qua manh mối cuối cùng tìm được địa chỉ nghi phạm, họ đi vào phòng kiểm tra. Trong tủ lạnh phát hiện một điều kinh hoàng, tôi cả đời này sẽ không thể hiểu nổi con người này trong đầu đang nghĩ gì. Sau một hồi nỗ lực cũng bắt được nghi phạm Lý Tiểu Minh. Thì ra từ nhỏ anh ta bị bạo hành, gia đình tính cách cổ quái. Nhưng Lý Tiến Minh chưa đầy 20 tuổi, tuyệt đối không thể là hung thủ năm đó. Hung thủ năm đó vẫn chưa bị bắt. Vì thế trước khi báo đài đăng tin công bố, Tịnh Di nhắc nhở đội trưởng phải liên nhắc mọi người để cao cảnh giác. Nhưng cảnh sát trưởng cảm thấy hung thủ đã bị bắt rồi không cần thiết. Lúc này Hoàng Sơn nói với cảnh sát trưởng, người bị hại 20 năm trước chính là mẹ của Tịnh Di. Cảnh sát trưởng cuối cùng cũng đồng ý ý kiến của Tịnh Di. Ngày hôm sau khi đang ăn cơm, Lý Tiểu Minh vô tình phát hiện một tờ giấy trắng, còn có cả một chiếc dao lam nhỏ sắc. Cứ như vậy Lý Tiểu Minh cắt lưỡi tự sát. Ngay khi vụ án đang ngày càng phức tạp, manh mối mới lại xuất hiện. Tịnh Di nhận được một cuộc điện thoại, đồng nghiệp báo cô ấy nhanh chóng đến bệnh viện. Thì ra cảnh sát nhận được báo án, trên đường phát hiện một cô gái tên Vivi, có thể thời gian dài bị nhốt ở nơi không nhìn thấy ánh sáng, bị tâm thần phân liệt và không biết lắm giao tiếp với người khác, luôn trốn dưới gầm giường. Điều đáng chú ý là Vivi cầm một bức ảnh hình Tịnh Di, phía sau cũng còn ghi số điện thoại của cô, vì thế đồng nghiệp mới gọi cô đến, nhưng ghi lại biểu hiện bản thân hoàn toàn không quen biết cô ấy. Buổi tối Tịnh Di nhận được một cuộc điện thoại, nói với cô Vivi bị mình nhốt nuôi dưỡng suốt 12 năm, nhắc cô chăm sóc tốt cho Vivi. Tịnh Di nhận thức được hung thủ thực sự đã xuất hiện. Hung thủ còn rất kiêu ngạo nói ra quá trình giết hại mẹ cô tàn nhẫn như thế nào, và nhắc cô tốt nhất nên sớm bắt được hắn ta, nếu không hắn phải ra tay với cô rồi. Sau đó cười lạnh nhạt rồi tắt máy. Tịnh Di nghiến chặt răng lại, thề rằng nhất định phải tự tay bắt được hắn ta. Cô ấy đón Vivi về nhà mình, nhưng Vivi ngay cả quần áo cũng không biết mặc, còn thích vào trong tủ quần áo ngủ. Sau đó các đồng nghiệp đến nhà Tịnh Di, họ còn mang đến tài liệu liên quan đến cô gái bị mất tích trong 20 năm qua. Cô ấy giữ các đồng nghiệp ở lại chăm sóc Vivi, bản thân đi đến nhà gia đình bị mất tích con gái thẩm vấn tình hình. Trên đường về nhà hung thủ lại gọi điện đến, hắn ta rất tức giận và nói, tôi giao Vivi cho cô chăm sóc, cô lại đưa cô ấy cho một nhóm đàn ông hôi hám đến chăm sóc. Dự cảm không lành, Tịnh Di vội vàng lái xe nhanh trở về nhà, nhưng các đồng nghiệp đều đã bị hại chết, Vivi cũng đã mất tích. Cô ấy vội vàng chạy xuống cầu thang tìm kiếm, đột nhiên cô đâm trúng một người, thì ra là Vivi. Tịnh Di thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo một cánh tay từ phía sau khống chế đầu Tịnh Di. Hung thú đưa ra cho Tịnh Di rất nhiều lời khuyên, biểu hiện từ nhỏ nhìn cô trưởng thành, biết được cả khi cô 16 tuổi đến tuổi dậy thì. Sau đó rạch một dao vào cổ Tịnh Di, nhưng hung thủ không hề muốn giết cô ấy, vết thương không sâu. Lúc này Tịnh Di bắt đầu điều tra những người bên cạnh, nhưng mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm. Sau đó đồng nghiệp khuyên điều tra bạn bè xung quanh, nhưng Tịnh Di nói bạn thân không hề có bạn bè. 3 tuổi bố đã mất rồi, 5 tuổi mẹ cũng bị hại, nhưng cô đột nhiên nhớ lại sau khi mình trở thành cô nhi, có một nhà tài trợ thường xuyên gửi thư tín đến. Người chú này rất hiểu rõ về cuộc sống của cô ấy. Các đồng nghiệp tìm được tư liệu về nhà tài trợ này, nhưng ông ấy thực sự là hung thủ sao? Thì ra người tài trợ Tịnh Di là cảnh sát trưởng của cô ấy. Hôm đó anh ta đem đến 2 cô gái chưa vị thành niên về nhà. Cảnh sát trưởng thừa nhận bản thân thường dẫn các cô gái về nhà, nhưng bản thân là cảnh sát không thể nào giết người. Nhưng Tịnh Di nói bản thân có nhân chứng. Kết quả Vivi đập cửa kính nói anh ta chính là chú. Cứ như vậy cảnh sát trưởng bị định tội. Mối thù 20 năm đã được báo. Tinh thần của Tịnh Di cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bố mẹ của Vivi cũng tìm thấy rồi, ngày mai sẽ đến đón cô ấy. Tối hôm đó Tịnh Di đang ngủ say, Vivi liền gọi điện cho hung thủ thật sự, nói việc chú giao phó tôi đã xử lý ổn thỏa rồi, đừng làm hại bố mẹ của tôi. Thì ra hung thủ thật sự là anh ta. Bình thường là người rất dễ gần Hoàng Sơ. Ngày hôm sau Hoàng Sơ đến nhà Tịnh Di, chúc mừng cô ấy phá được vụ án lớn. Hai người cùng nhau uống rượu, bầu không khí dần trở nên lãng mạn. Thì ra dì vẫn luôn thầm thích anh ấy trẻ tuổi tài cao.
Sau đó hai người xảy ra câu chuyện cơ thể nở hoa. Xong việc, Hoàng Sơ đang đi tắm, điện thoại của anh ấy reo lên. Tịnh Di thuận tay nghe máy, trong điện thoại lại là giọng nói của Vivi. Chú đã hứa là sẽ không giết bố mẹ tôi rồi, chú không được nuốt lời. Nghe xong điện thoại giống như bầu trời sụp đổ, bản thân lại yêu chính hung thủ sát hại mẹ mình. Cô vội vàng đi lấy súng, nhưng Hoàng Sơ đã xuất hiện phía sau lưng cô. Vừa rồi em nhận cuộc gọi từ máy của anh sao? Không có, chúng ta vừa mới ân ái xong em đã nói dối không chớp mắt rồi. Em đã quên vừa rồi em cần anh nhiều như thế nào rồi ư? Em thua rồi. Hai người đánh nhau một trận, Tịnh Di bị đánh ngất đi. Sau khi tỉnh dậy đột nhiên phát hiện đang ở ngôi nhà hồi còn bé, trong phòng còn bị giam giữ những cô gái khác. Hoàng Sơ nói chuyện hồi nhỏ của anh ta. Vào năm 15 tuổi vốn dĩ anh và người bạn gái tốt của mình dần dần không còn quan tâm anh nữa, ngược lại đi trêu đùa cùng những bạn nam khác. Vì thế đã dùng đá đập cô ấy 150 lần, cuối cùng ném xuống dưới biển. Kỳ lạ là cảnh sát không hề bắt được anh ta. Vì thế bản thân ngày càng điên loạn, nói xong liền lấy dao đâm vào người Vivi. Tịnh Di không ngừng mắng chửi. Hoàng Sơ tiếp tục đâm cô gái thứ hai. Tịnh Di chửi anh ta không phải là đàn ông, mấy chuyện giường chiếu đơn giản cũng rất kém cỏi. Đương nhiên đàn ông không chịu được nhất chính là sự nhục mạ này. Ngay tại hiện trường muốn chứng tỏ năng lực của mình, kết quả Vivi dùng một chiếc bút chì đâm vào người anh ta. Tịnh Di nhân cơ hội thoát thân quyết đấu với Hoàng Sơ, nhưng đánh không lại, các cô gái khác cũng phản kháng lại. Cuối cùng Tịnh Di nổ súng bắn chết tên ác nhân này. Nhưng sống lại chỉ còn một mình cô ấy. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Những tên ác nhân luôn luôn ngụy trang khắp nơi. Vì vậy hãy nhớ kỹ, đừng mang tâm địa hại người, đề phòng người khác cũng không thể thiếu. Là con gái càng nên cần bảo vệ bản thân tốt hơn.